Ê, còn đọc sách được nữa hả? Hay quá ha. Nè, ăn đi cho bớt căng thẳng. Ủa. Nè. Ê, tụi nó cũng chưa có xuống nữa hả? Chưa. Tôi nói cho mấy bà nghe chưa? Mình ăn đi, rồi mình chờ đợi. Mình sắp sửa có cháu gái. Sao là cháu gái, cháu trai? Tôi nói cho ba bà biết, đêm hôm qua tôi nằm mơ. Tôi thấy con Thảo nó ẵm một đứa bé gái mà tôi hả là người sống tâm linh, cho nên giấc mơ của tôi chắc chắn là 100% là đúng. Tôi nói cho bà nghe, đâu phải tâm linh lúc nào cũng đúng đâu. Tại sao không phải là con trai mà là con gái? Nó nghe nè, mới đi sắm đồ em bé, tao nói con trai, trời ơi, tao nói bà nghĩ đồ con nít, trời ơi, nó thơm mà tưởng tượng mai mốt mà nó có hiện hữu, nó bú giữa mẹ, trời ơi, nó còn hung, nó còn thơm nữa. Mẹ hai bà ơi, quá đi. Phải thôi, thời buổi này là cái thời đại gì rồi mà còn phân biệt cháu trai hay là cháu gái. Với tôi vậy nghe, cháu nào tôi cũng chịu hết á, chỉ cần nó theo cái nghiệp bác sĩ của tôi là được rồi. Nó nghe nè, bà nghĩ sao vậy? Bà thấy bả không? Đó, thằng Tùng nó theo nghề bả rồi, bây giờ con thằng Tùng bà cũng bắt theo nghề của nó là sao? Ủa sao vậy? Thì giờ con thằng Tùng theo nghề ba nó là có gì đâu không tốt, theo nghề tôi có gì không tốt. Bây giờ phải theo nghề tôi, kinh doanh buôn bán. Tôi nói cho bà nghe, cái nghề kinh doanh buôn bán của bà nó đâu có ổn định đâu, nó bấp bênh thấy mồ. Làm sao mà nó ổn định như là cái ngành bác sĩ? Nhưng mà tôi nói là nó phải theo nghề tôi buôn bán. Nhiều khi nó thích cái nghề buôn bán rồi, rồi bà ép nó qua nghề bác sĩ sao được. Bà đừng có mơ. Đừng có mơ, nó phải kinh doanh buôn bán. Bác sĩ. Thôi, tôi xin hai bà, Được rồi, để tôi sẽ xin vũ trụ cho con Thảo nó đẻ sinh đôi. Lúc đó hả, mỗi bà bắt một đứa, muốn học cái gì thì học, muốn làm cái gì thì làm. Tùy hai bà được không? Ừ. Ê, được. Bà nói cũng đúng nè. Ê, nhưng mà tại sao vậy? Mình lỡ sinh rồi sinh cho lố đi, sinh đẻ sinh ba đi. Đó, mỗi bà một đứa. Như là tôi nó theo kinh doanh buôn bán, như bà kia thì nó theo bác sĩ, còn bà nó học yoga. Ê, tôi nghĩ là lần này kế hoạch của bà để mình linh nghiệm nha. Ừ. Bà nhìn đi, giờ này mà hai đứa nó chưa thức dậy nữa. Ừ. Nôn quá, để chạy lên kêu tụi nó xuống. Lên. Nhanh lên. Nhanh lên. Tùng ơi, Thảo ơi, tụi con dậy chưa? Không nghe gì trơn. Hai đứa dậy chưa dạ? Thôi vô luôn. Ủa? Trời đất ơi, thấy bà. Ủa sao vậy? Sao đỡ thôi? Lên coi, đỡ lên coi. Ủa sao nó rằm rậm kiểu vậy nè? À sao vậy? Ui trời ơi, sao vậy nè con? Đây, bà đây. Trời ơi, Tùng ơi, Tùng này sao đây? Con ơi. Ủa, cái thằng này, bà Cúc, sao bà cho thằng Tùng nó uống cái thuốc gì mà tôi cảm giác giống như là nó ngủ, giống như uống thuốc ngủ vậy hả? Uống thuốc ngủ hả? Ừ. Không lẽ cái gì nữa. Bây giờ bà nhớ coi bà cho nó uống thuốc gì để mà bà Trúc bà biết bà cứu được, chứ tụi nó xảy ra chuyện gì á bà chịu trách nhiệm hết đó. Từ đi, tôi nhớ là hôm qua tôi có ghé tiệm tôi mua cái thuốc hỗ trợ cho thằng Tùng, rồi sẵn đó tôi mua vài viên thuốc ngủ. Trời ơi, rồi làm à? Chẳng lẽ tôi cho nó uống thuốc ngủ của tôi nữa trời. Chứ này là nó uống thuốc ngủ nè. Mà rồi con Thảo sao lại nằm dưới đất vậy không biết nữa. Hay quá mấy bà la người ta rồi mấy bà cũng hay quá. Đó, con Thảo vẫn nằm chỗ đó. Trời đất ơi, vậy để biết vậy để một mình tôi làm tốt hơn nữa. Vậy? Bà hay quá à. Làm sai rồi còn không nhận nữa. Bà làm một mình, bà làm mình được không? Bà làm mình ai chỉ cho bà bí quyết cho thằng Tùng ăn đậu với lại là ăn hào cho nó có sức. Thôi, đừng có gây nữa. Thảo nó tỉnh rồi kìa. Đau quá. Đây là sao ba con, mẹ có là sao con. Sao nằm dưới đất vậy con? Sao vậy con? Tối hôm qua con bị dập té. Mà mấy mẹ ơi, đau quá. Mấy mẹ làm ơn đừng có như vậy nữa. Tụi con đã nói là tụi con. Trời ơi, con tụi con chưa có muốn. Thật ra không phải là tụi mẹ ép con, nhưng mà con phải thông cảm, phải hiểu cho cái hoàn cảnh nhà này. Thằng Tùng nó đã bị mất một bên thận rồi, càng để lâu á cái khả năng sinh con của nó càng thấp. Cho nên á, nếu như mà con chịu hợp tác với ba mẹ thì ba mẹ đâu có bức ép con chi. Dạ con cũng muốn, nhưng mà thực sự là bây giờ công việc của con. Nè, công việc gì nữa? Dẹp cái việc làm qua một bên đi. Con có biết cái phận làm dâu, cái phận làm vợ không? Là phải sanh con đẻ cháu cho bên gia đình chồng. Dẹp đó một bên đi. Bà từ từ đi, bà cứ ào ào à. Bà Cúc bà nói vậy là đúng đó. Con bây giờ con tập trung vô đi ha, con tạm gác công việc, tập trung vô cái chuyện đẻ con. Rồi con sanh xong con muốn làm gì đó con làm. Thậm chí con của con cứ để đây ba mẹ lo hết. Con à,
Thật ra thì con phải thông cảm với ba mẹ. Ba mẹ đã lớn tuổi hết rồi, rất mong có cháu ẵm bồng. Dạ không phải là con không muốn, con cũng rất là muốn, nhưng mà cho con thêm thời gian nè, đi nè, con. Nè thôi mẹ hiểu ý con rồi, con là con ích kỷ, con chỉ lo cho bản thân con không à. Con sợ sanh đẻ, con xấu xí, con xồ xề. Bây giờ con chỉ muốn là hai vợ chồng sống với ba nhảy muốn đi đâu cũng được. Con kiểu nào mà dâu vậy không? Dạ không phải, con không phải như vậy mà. Con vậy đó hả Tùng? Thôi đừng gây nữa, Tùng vậy kìa. Sao trong người sao, có mệt lắm không? Sao con? Không sao, sao mọi người ồn ào quá vậy? Thì nó nói vợ con là phải sanh con, sanh cháu cho mấy bà này ẩm thôi. Ba mẹ yên tâm đi, Thảo có nói với con là cậu sẽ sắp xếp công việc, rồi khi nào mà nghỉ được cậu sẽ ở nhà sinh con mà. Em nói vậy nào? Dạ đúng rồi đó, tại lúc đó là ở nhà sinh con rồi tụi con sẽ đẻ mười mấy hai mươi đứa cho các mẹ luôn mà. Mẹ yên tâm, lúc đó nhiều khi không có thời gian chăm rồi nói tụi con nữa. Thiệt vậy không? Ờ vậy thì mấy mẹ yên tâm rồi, đẻ bao nhiêu đứa cũng được hết đó ha bà xã. Vì phía sau cơn mưa cầu vồng sẽ tới, ngày tháng trôi đi nhanh muộn phiền ta sẽ rồi vơi.